Hôm qua 6 tháng 1, Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm LIPSAP thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình khu thực phẩm tươi sống chợ Hòa Nam, huyện Di Linh. Công trình khu thực phẩm tươi sống chợ Hòa Nam với kinh phí đầu tư do Ngân hàng Thế giới tài trợ gần 2 tỷ đồng được triển khai xây dựng vào giữa tháng 11 năm 2016. Công trình có tổng diện tích 331m² với 40 quầy buôn bán thực phẩm tươi sống. Mái có lớp chống nhiệt, toàn bộ hệ thống điện nước đều được cấp đến tận quầy. Hệ thống thoát nước xử lý nước thải được xây dựng hiện đại. Dự án cũng đã tài trợ cho công trình máy phun áp lực vệ sinh, tiêu khử trùng thực phẩm buôn bán. Đây là chợ thực phẩm tươi sống đầu tiên trên địa bàn huyện Di Linh được dự án LIPSAP hỗ trợ vốn để xây dựng với mục tiêu giảm thiểu tác động môi trường trong chế biến tiêu thụ gia súc gia cầm và tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng sản phẩm chăn nuôi từ chuồng trại đến cơ sở giết mổ và đến chợ thực phẩm tươi sống. Theo ghi nhận, chỉ trong 2 ngày triển khai, Công an thành phố Đà Lạt đã xử lý 13 trường hợp vi phạm, trong đó có 3 trường hợp vi phạm từ 60 đến 70% tải trọng. Được biết đây là chương trình nằm trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, được Công an thành phố phát động triển khai trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.